Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chuyện này góp nhận 4 token ALBT. Dự kiến của chuyện này góp này, 4 token này sẽ khoảng 240 đô các bạn. Để tham gia chuyện này góp này, các bạn đi phần link mô tả mình điền form nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Và các bạn copy các tag này nha các bạn. Chuyện này góp này các bạn làm đúng nó mới phân phối nha các bạn. Trên nó góp này kết thúc vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 và sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 các bạn. Các bạn copy hết cái dòng này nữa các bạn, rồi các bạn sao chép lại nha các bạn. Các bạn nhấp vào một tù thôi nè, rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nè. Rồi các bạn tự quyết lên nè các bạn. Các bạn dán cái tag ra vào nha các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Đây thì các bạn gõ tên theo quên những người bạn mình nó hiện ra các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lỡ xong trở về một cái link form nha các bạn. Các bạn chạy xíu các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn điền địa chỉ email của mình nữa các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn mở nhà xe 10 bên với chút wallet xe wallet nha các bạn. Sao cái máy mà nó bị đứng máy các bạn, kỹ ta. Rồi các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt upload một cái link form nha tất cả các bạn. Các bạn bắt vô đây nè. Rồi các bạn đây thì các bạn điền username theo Twitter của các bạn vào các bạn. Các bạn mở Twitter các bạn vào trang cá nhân của mình thì sẽ gặp username của mình. Đây thì username Telegram của tất cả các bạn. Các bạn mở Telegram vào setting thì các bạn copy username Telegram của tất cả các bạn. Rồi link request đây thì cái mã giới thiệu Telegram của mình theo word của mình là cộng MMO Ngọc Anh các bạn, còn cái mã giới thiệu Instagram thì các bạn điền giùm mình a cộng anh 1133 nha các bạn. Đây thì mình gỡ link Twitter của mình nữa các bạn. Rồi các bạn mở Twitter. Twitter thì các bạn mở ra các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn copy các tab này giùm mình nha các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè, các bạn sẽ chat liên kết nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào cái link Twitter chỗ này nè các bạn. Đây thì máy giới thiệu mình đã dưới phần link mô tả các bạn. Rồi việc các bạn copy vào mà dán vào các bạn gỡ các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.